Trời, chào người mẫu. Được, được, được. Được, đây nè, tôi đại diện luôn. Vô chụp đi con. Chụp. Dạ, ở mình ở Nha Mân, gần Nha Mân. Người mẫu, người đẹp Nha Mân. Dạ. À, một cái nơi truyền thống là của Gia Long Nguyễn Ánh nha quý vị. Thì hôm nay có nhiều du khách đến cái địa điểm này là đường Phạm Hữu Lầu nha. Dạ. Em là ai vậy? Cái này tôi không ra. Cái này dính giống như sư cổ phụ quá vậy. Trời ơi, nhìn đẹp quá không ra hả? Trời ơi, tưởng người mẫu mà từ người đẹp đến từ An Hiệp. Trời ơi. Thì hôm nay chúng ta gặp tình cờ gặp với người quen nha quý vị. Rồi xin cũng review luôn. Review luôn nha. Thì đây là đường Phạm Hữu Lầu, khóm Tân An, phường An Hòa, thành phố Vĩnh Long nha quý vị. Số điện thoại là Vĩnh Long. À, quên đi, Đồng Tháp, xin lỗi. 0932 gặp người đẹp cái bố rấu quá quên đi nè. À, đó gặp mấy người đẹp. Khỏe rồi, review mà. Thì hôm nay mà Quốc Thịnh cũng tình cờ có những cái người mẫu đựng đồ nghề. Thì tình cờ gặp những cái người mẫu mà người đến từ An Hiệp nha quý vị. Người đẹp Nha Mân. Người đẹp An Hiệp Nha Mân. Tôi An Hiệp bà chứ đâu phải Nha Mân. Hai bà Nha Mân đó. Trời ơi đẹp quá chị. Thì Quốc Thịnh cũng xin đại diện cho cái nhà vườn nó trồng hoa mà giới thiệu cho quý vị xem luôn nha. Mấy cái cô người đẹp nha, Nha Mân, người đẹp An Hiệp nha. Thì mấy cô vô đây đi cho ghi hình. Vậy nó mới đẹp nha Thảo. Xin chào bạn. Bạn đến từ đâu vậy bạn? Đến từ Cần Thơ. Cần Thơ hả? Xin chào bạn. Bạn đến cái làng hoa sa đéc đường Phạm Hữu Lầu với cúc mâm xôi 6 màu của Hàn Quốc. Thì bạn có cảm nghĩ gì với cái sắc màu 6 màu này của làng hoa sa đéc Đồng Tháp năm 2024 này và? Dạ, đầu tiên là thấy nó rất là đẹp thì nó lạ. Lần đầu tiên con thấy gì từ trước giờ con thấy là màu vàng thôi. Bây giờ nó rất là màu, nhiều màu sắc nhưng mà nó rất là đẹp. 6 màu gồm màu tím nè nha bạn. Dạ. Rồi màu màu đồng, màu vàng, màu màu nhung nè, đỏ nhung nè. Dạ. Đó. Thì hôm nay Quốc Thịnh Vlog cũng xin cảm ơn bạn đã cho mình review nói lên cái cảm nghĩ mà đến làng hoa sa đéc hôm nay. Thì bạn có thấy cái sắc màu đẹp không hay là đẹp không? Dạ đẹp, rất là rực rỡ ạ. Dạ chúc bạn đến thành phố sa đéc hôm nay một cái buổi đi dã ngoại, một cái ngắm cái làng hoa sa đéc gặp nhiều vui vẻ nha. Dạ. Cảm ơn. Thì khách từ Cần Thơ, Hậu Giang là người ta có review đó. Trên mạng Facebook quá, trên cái gì trang sa đéc gì đó. À. Sa đéc TV gì đó. À, là bạn biết đó là nhờ trên Facebook hả? À, mới biết cái làng hoa sa đéc cái đường Phạm Hữu Lầu. Dạ rồi tìm hiểu hỏi này kia mới biết cái này. Dạ. À, chúc bạn đi chơi vui vẻ nha. Dạ. Ờ, đúng rồi đó. Chị đi, chị thấy họ tự vô làm rồi nha chị thấy. Bạn từ thành phố Cần Thơ tới đây là đi đường nào là gần nhất vậy bạn? Đây bạn xin cô ông chủ anh chủ cho hỏi vài thăm vài câu quay. Cái bông hoa này mình phục vụ cho festival thành phố sa đéc bữa nào mình mới cho ra ngoài quảng trường với anh chủ vào. Thì hiện nay thì
cũng còn 10 ngày nữa là tới sự kiện phép qua rồi. Thì qua ở đây đang tập kết lên đây chuẩn bị là mấy anh quán hoàn chỉnh là chuyển ra mình diễn liền. Thì chắc dự kiến là thứ 7 nè chú. Dạ. Mình diễn dần ra quán. Cái địa chỉ ở đây là đường gì anh chủ giàu? Nhắc lại cho khán giả biết rằng mà người ta tiện việc người ta tham quan á. Ở đây là đường Phạm Hữu Lầu, thuộc khóm Tân An, phường Hòa, thành phố Sa Đéc. Số điện thoại của ông chủ giàu luôn. Số điện thoại là 0932825855. Dạ, thì quý vị có đến thành phố Sa Đéc mà nếu không tiện đường, nhớ điện hỏi ông chủ giàu hoặc là mua bông hoa cúc 6 màu của Hàn Quốc. Thì quý vị xin điện cho anh chủ giàu nha. Rồi chúc ông chủ giàu vụ mùa bội thu nha. Cảm ơn chú. Bữa này là mình chỉ phục vụ festival thôi, mình có bán không vậy? Có bán luôn. Cái này là festival nó đặt hết ha. Còn người đẹp thì người ta tặng nè. Ở đây là chỉ chỗ này là độc quyền thôi hả? Rồi đặt luôn đi. Đặt luôn, đặt luôn đi, bây giờ có cần gì mình muốn đặt là mình đặt bây giờ được không? Đặt hết á. Được. Là gì? Giá không thay đổi. Giá không thay đổi gì. Là nhiêu một chậu? Dạ. Chốt đơn luôn. Dạ, một chậu nhỏ thì 150, còn chậu lớn 200.000 chậu gì. Rồi để hồi nữa rút đơn. Dạ. Gặp ông chủ lớn rồi, gặp bà chủ lớn rồi. Nhưng nói chung thì không độc quyền mà hiện nay thì cái giống mình cũng có trồng rồi chị, nhưng mà mình thấy chỗ này là quá rực rỡ. Chứ là quay Sa Đéc mình cũng có trồng nhiều quá chị. Anh ơi. Dạ. Em đi tới vườn của anh này, anh đang chạy xe hả? Dạ. Ông chủ vườn kìa. Anh em vào phượng hòa anh chứ đây. Dạ. Ông đang lái xe. Dạ, đang lái xe sao rồi bởi vì vậy. Dạ. Dạ, hay sáng thì khách đến tham quan này nha quý vị. Thì đây là những người đẹp đến từ An Hiệp quê tôi. Và đây người đẹp Nha Mân mà ngày nào mình đã gặp. Gì cơ? Gặp thấy nhập nguyên nhập là sao thấy? Đang chụp lấy góc xéo. Vậy nha, đứng lại hai pha hay là đứng không nè. Đang rầm ngủ cái kẹt, có kẹt nào chứ ta sao chứ. Alo, dạ hỏi nghe à. Thì theo bạn thấy là đến cái làng hoa Sa Đéc, đường Phạm Hữu Lầu, phường An Hòa, thì bạn thấy hoa cúc Hàn Quốc 6 màu này thì bạn thấy sao? Thấy lạ quá anh ơi. Năm nay nó khác hơn mọi năm là nó có đủ màu vậy nè, chứ mọi khi là thấy màu vàng không phải không? Đẹp quá. Đẹp quá. Này thấy có điểm nhấn của Sa Đéc mình á. Năm 2024 ha. Bởi vì festival là đúng rồi. Dạ. Hi. Thì hôm nay Quốc Thịnh cũng muốn chia sẻ đến cái làng hoa, một cái điểm nhấn của thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, 2024 có nhiều loại hoa cúc Hàn Quốc đủ màu. 6 màu, hôm nay là 6 màu, năm sau chắc 8 màu á. Rồi chúc cô đi chơi vui vẻ nha. Khó chụp hình lắm anh ơi, nữa đưa lên lịch nha. Thì quý vị đến đây cũng gặp nhiều người, người ta đi trải nghiệm một cái vùng quê này. Người đẹp đến từ Nha Mân nha quý vị. Thì quý vị có đến làng hoa Sa Đéc thì chỉ gặp những người thiếu nữ của cái vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung và vùng Sa Đéc nói riêng nha. Ôi đậu nón này giống trong cái phim Người Tình của Quỳnh Thúy Lê quá ta. Người đẹp Quỳnh Thúy Lê đó. Đó, Người Tình của Quỳnh Thúy Lê nha. Rồi, thương xuống chúng ta đã chị.
nó đạo cụ đủ thứ trên đó. Tên 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 là đẹp nha quý vị. Ôi, chụp sao mà có chừng ngược nắng lắm em nội, chụp nó kia lại không rồi chị thấy vô đi đi kịp chưa đến đi xem đi mình qua bển cái nữa nhiều góc nè rồi chị thấy đứng đó thì trời đẹp lắm luôn bà ơi đẹp lắm nữa. Một hai đúng rồi. Đúng rồi. Để chụp bộ hoa tắm một hai một ba cũng còn đẹp như ngày nào hết trơn rồi ơi, chứ anh nói càng ngày càng đẹp thân như ngày nào được bây giờ phải đẹp hơn đúng rồi chị rồi sao nữa một hai ba đứng đó luôn nha, đứng đó đi em lấy từ đó tay cái khép lại chút ê tối nè bà đăng Facebook cái này là không cháy ra thôi đó tại vì chưa ai lên qua tiếp này chừng đó đứng xuống đây chút tắt ra chút nào rồi đứng đó nè đứng này đứng này một hai ba rồi tới chị thấy cho em đứng hết này chị thấy điện thoại chị gì mới đi hả mới đi ê cái chừng sập rồi chị thấy nghe đi chị đi chào cô. Hôm nay là cô đến làng hoa Sa Đéc, thấy cái không khí nhiều sắc màu trăm hoa đua nở này thì cô thấy sao? Thấy cái... người dân Sa Đéc mình đang chuẩn bị vào festival nên hoa quá rực rỡ rồi anh ơi. Chào mừng đón khách những tỉnh thành xa về đây chiêm ngưỡng nha. Thì trong cái lòng mình có thấy happy không? Happy luôn á, quá happy trời luôn nào luôn rồi. Yeah. Bởi vì định là đợi 30 tây là khai mạc mới đi mà hôm nay đi trước á. Thì sao? Okay. Chúc cô đi chơi vui vẻ nha. Yeah. Thưởng cái trăm hoa đua nở này của cái làng hoa Sa Đéc chuẩn bị đón 2024 của cái làng hoa mình nha. Yeah. Làng hoa Đồng Tháp ha, Sa Đéc. Dạ.